Thế thang này nhá. Hello anh em, chào mừng quay trở lại với kênh của mình. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá Scary Teacher Buddy nhá. Ok, let's go. Sự xuất hiện đặc biệt của Misty. Such power. Quả là trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được. Đây sẽ là một quyển hướng dẫn bí kíp để bắt hồn ma. Oh my god. Subscribe. Ok, chúng ta sẽ đi tìm cách và bắt cuộc bắt được hồn ma kia nhá. Trước tiên mọi người giúp mình một like và một subscribe nhá. Quá rồi. Chúng ta sẽ mua một cái búa để mở khóa nhá. Và thật nhiều bánh kem để tặng những chị Tư nào. Chúng ta sẽ tặng cho ta một chiếc bánh kem nhá. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ dụ cô giáo đi ra để xem của bí kíp này nào. Bây giờ là đi nhé. Bí kíp màu xanh. Để tôi có thể là chiếc bánh nào. Thì chúng ta sẽ ra xem của bí kíp này nha. Sẽ là một viên kim cương này, một lọ thuốc này và nhốt con ma nó lại và một chiếc máy để hút. Ok, chúng ta sẽ đi tìm những đồ vật này nhá. Cuối cùng chúng ta sẽ ra nhà kho trước nhá. Ở đây chúng ta sẽ lấy một cái kìm. Trong phòng của Scary. Wow, thì kêu khá đáng sợ. Ta sẽ lấy được một chiếc máy hút đấy nhá. Trở thành một hiệp sĩ bắt ma nào. Anh ta cứ nhìn theo mình thôi này. Oh my god. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy một cái cương nhá. Sẽ đi lên trên tầng để lấy một cái cương này. Ok, bây giờ sẽ đi lấy một lọ nước thần nha. Sao vào đây Misty đang ở trong này rồi. Ra lại đi vào trong kìa. Bây giờ chúng ta sẽ đi lấy đỏ nước thần này nha. Ok, sau khi có lọ nước thần chúng ta sẽ đi tạo ra một chiếc bẫy để bắt con Luna và Misty lại. Vòng này đã được sáng lên và cháy những ngọn nến ở đây. Đây chúng ta sẽ
thả một cái Misty đã vào luôn này. What's that? What's that? Không chạy ra được. Ok, và đây là chúng ta sẽ chạy vào đường hút điều hàng nhá. À, vậy chúng ta đến phần tiếp theo mọi người nhá. Misty sẽ đến từ một chiếc hòn gỗ. Where are all those morons who keep trying to prank me? I'll turn them into my minions! Garlic! Francis, you fool! Get that thing away from me! Cô giáo sợ những nhánh tỏi đấy. Ok, chúng ta sẽ đi tìm và lấy những nhánh tỏi để trừng trị cô giáo nha. Cái nhà này rất là đáng sợ. Trong phòng chúng ta sẽ lấy được cây đèn màu đỏ và một chiếc bóng đèn màu vàng mọi người nha. Cô giáo bước ra mọi người. Cô giáo từ mình ở trên tầng đã chạy lên trên tầng mọi người. Chúng ta sẽ đi vào bếp này mọi người. Punish you, you little rascals! Okay, chúng ta có những hạt giống tỏi ở đây. Oh my god! Sẽ đánh trúng một mộ ngoài này. Chúng ta sẽ ra đây để trồng những miếng tỏi nhá. Đặt đèn lên. Ok, và thay bóng đèn nhá. Để chúng ta chuyển sang màu vàng này. Để chúng ta trồng những tỏi vào đây. Quả tí ngô màu vàng. Những cây tỏi thì dưới đang mọc lên. Chúng ta sẽ thu hoạch những tỏi này nhá. Đã được một củ tỏi rất lớn ở đây. Từ đó đang tập thể dục. I will make sure you'll never bother me again. Cô giáo đã đi quay lại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi cho những nhánh tỏi này vào trong hộp gỗ của cô giáo nhá. Xong rồi chúng ta sẽ tặng cho cô giáo một cây thang này nhá. Oh my god, bây giờ thì chúng ta rời khỏi đây thôi, xem cô giáo sẽ ra sao với những tỏi kia nào. Mọi người xem video của mình nhớ thế, hãy cho mình một like và một subscribe nha. Tất cả mọi người đều có thể để lại bình luận ở dưới video để mình có thể biết và cải thiện lối chơi của mình tốt hơn nhá. I should get my beauty sleep. Don't want to ruin that vampire glow. Chúng ta nhảy vào trong cái hòm gỗ của những tỏi đây. Huh? Huh? Oh no! My god. Nhảy get it ngoài. Away! Get it away! No! Bị giảm thị lực. Ok, và video này của mình dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi và mong người sẽ ủng hộ mình trong những video.